Ok, hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình. Thì sáng nay anh để biết là hiện tại bây giờ là game Roblox hoặc là tất cả các clip này đang bị update đúng không? Thì bây giờ mình sẽ update và lên cho anh em phiên bản Delta X VNG và quốc tế mới nhất thời điểm bây giờ. Fix cái lỗi update, fix cái lỗi cập nhật cho các bạn để anh em lại tiếp tục sử dụng các script menu hack được thoải mái nhá. Rồi, đầu tiên thì anh em nào mà chơi Roblox VNG thì anh em sẽ tải mình hai file là Delta X VNG quốc tế này, tải với cả file login VNG, tải hai file này nhá, nhớ kỹ này. Chơi cái phiên bản Roblox ở trên VNG thì tải đủ cho mình hai file này, được chưa ạ? Chơi Roblox VNG thì phải tải về hai file này. Còn bạn nào mà chơi Roblox quốc tế thì chỉ cần tải cho mình cái file trên cùng này thôi, được chưa? Tải một file đó, anh em cứ nhớ nôm na vậy, không tí nữa lại có anh em hỏi đấy. Chơi VNG tải hai file, chơi quốc tế tải một file. Ok, rồi thì đối với cách cài sau, đầu tiên thì các bạn sẽ gỡ cái game Roblox trên máy các bạn ra đó. Sau khi gỡ xong này, đối với bạn nào chơi quốc tế thì anh em tải về một file trên này và sau đó các bạn bấm cài đặt cho mình đó, install cài đặt. Rất đơn giản đúng không? Cái xong anh em open mở nó lên và sau đó anh em tiến hành đăng nhập vào game thôi. Rất là dễ. Đó, anh em cấp quyền này. Đó, bây giờ đến đây anh em bấm vào đăng nhập và các bạn nhập cái nick vào, anh em vào và chơi. Được chưa? Còn đối với các bạn chơi VNG thì các bạn sẽ cài như thế này. Đó, đầu tiên thì cũng vẫn sẽ là xóa Roblox trên máy các bạn đi. Đó, bước tiếp theo thì anh em sẽ cài đặt cho mình Delta X VNG quốc tế. Em install vào cho mình. Cài xong anh em cũng open mở nó lên. Được chưa? Rất giống cái bước vừa nãy đúng không? Nhưng sẽ khác một chút, sẽ thêm cái file login nữa. Đó, cấp quyền cho nó đầy đủ như này, được chưa? Rồi, đến bước này thì các bạn khoan đừng có đăng nhập vào vội. Chúng ta sẽ cài cho mình cái login VNG vừa update cập nhật cho mình. Đó, sau đó anh em open mở nó lên. Được chưa? Và ở đây nó sẽ có chữ cái chữ 12 cộng mà anh em nhìn thấy không ạ? Đó, chính xác là VNG của chúng ta, được chưa? Anh em vừa đăng nhập, các bạn đăng nhập cho mình cái nick Roblox VNG của các bạn vào. Ok, và sau khi bạn đăng nhập vào đến xong nó hiện ra như thế này nhá. Thì anh em cũng khoan đừng vào chơi vội. Chúng ta sẽ làm cho mình thêm một cái bước cuối cùng, đó chính là cài đè lại cho mình cái Delta X VNG quốc tế một lần nữa. Đây mình sẽ cài đè nhá. Update cập nhật. Ok, sau đó anh em open mở nó lên. Chúng ta bắt đầu sẽ tiến hành vào thôi, rất là đơn giản, cho phép truy cập này, quay trở lại này. Đó, nếu nó hiện như này bấm hai lần phím quay trở lại trên màn hình cho mình, 1 này, 2 này. Được chưa? Rồi, và sau đó chúng ta đăng nhập vào game và test thử nhá. Ok, và bây giờ thì mình cũng đã vào đến trong game này. Đây anh em thấy không ạ? Delta của chúng ta này, và anh em hoàn toàn thể sử dụng bình thường. Còn cách ghép ghi Delta thì rất là dễ, anh em chỉ cần bấm vào đây cho mình, bấm receive OK ở đây cho mình như thế này nhá. Sau đó bắt đầu anh em bấm phím điều hướng này tắt ra cho mình. Anh em sẽ mở cho mình cái ứng dụng Chrome trên máy các bạn lên. Và anh em bấm vào đây cho mình và các bạn dán cho mình cái đường link vừa sao chép ở trong game ấy. Được chưa? Và anh em bấm nút gửi đi. Đó, và sau đó anh em đợi một chút để nó load. Đó. Thì ghép key cho anh em đếm ngược lại cho mình này. Nếu nó có quảng cáo anh em chỉ việc bấm phím quay trở lại cho mình nhá. Nếu có quảng cáo ấy, anh em lại phải để cho mình cái trang Delta Android Key System này, bấm continue. Cứ có quảng cáo hiện ra thì bấm phím quay trở lại. Đây nó sẽ có hai bước để ghép key, đầu tiên sẽ bấm complete survey cái gì này. Được chưa? Anh em kéo từ trên xuống cho mình. Đó, nó hiện quảng cáo lại đây, quảng cáo các bạn đừng có bấm nhá. Bấm chặn nó lại này, X này và bấm vào cái trên này này, bấm vào cho mình, tắt nó đi. Sau đó quay trở lại cái trang ghép key Delta này cho mình nhá. Đây yêu cầu đếm ngược, anh em thấy không ạ? Nó đếm ngược này. Đó, anh em đợi cho nó đếm ngược thôi. Ok, và sau khi nó tích V lên như này là được anh em này. Tiếp theo anh em lại bấm vào watch a video, xem video take 30 giây. Anh em bấm vào đây. Đấy, nếu nó yêu cầu anh em bấm quay trở lại mình, tắt đây, quay trở lại. Đó, và đợi cho mình 34 giây là xong. Ok, và sau khi nó tích hết V lên thì anh em bật unlock content cho mình. Và anh em cũng đợi cho mình 5 giây này. Này, please quit 1 2 3 4 5. Đó, bấm continue cho mình. Có quảng cáo này, quảng cáo như quảng cáo, đây là quảng cáo này. Bấm phím quay trở lại mình, quay trở lại. Continue một lần nữa nhá. Anh em nhớ là có quảng cáo thì bấm quay trở lại mình nha. Đây có ghi này, chọn copy key và sau đó là các bạn sẽ quay trở lại game giúp cho mình nhá. Ok, và sau khi chúng ta get key xong ấy và quay trở lại game thì cái clean Delta này không yêu cầu get key nữa và sau đó các bạn có thể dán một script menu bất kỳ vào để có thể chạy được cái phiên bản này rồi. Rất là ok đúng không ạ? Đó, vậy là cái trong cái video này mình đã hướng dẫn anh em cập nhật cái bản clean mới nhất thời điểm tại bây giờ để chúng ta có thể tiếp tục sử dụng các phiên bản script menu hack. Và đương nhiên rồi, Delta bây giờ nó chạy được rất nhiều clean script menu nên là anh em không phải lo vấn đề là cái menu này chạy hay không nhá. Chỉ cần chơi Delta mình nhanh mượt nhẹ đối với clean Delta mới nhất phiên bản ngày hôm nay.